khi cuộc sống vô cùng khó, mới biết ai bên chúng ta, từng khát khao sang lời danh vật chất. Cuộc đời không như mơ, sống chân hòa cùng với nhau, hãy trân trọng mọi điều quanh ta. Hòa chung nhịp sống khắp thế giới, với đôi chân đi khắp nơi, cùng tôi hòa theo niềm vui ngày mai. Nụ cười nở trên môi, như dần hơi dần phai phôi, hãy bắt đầu một ngày sinh tươi. Và hãy em cô đơn, một mình em ở lại làm sao mà được. Sao bỏ em? Em với chị có quen nhau đâu mà tự nhiên chị bảo em bỏ chị. Bụng sầu quá, bụng sầu chết rồi. Là nhà chị đang có đám tang. Không, bụng sầu quá. Về mẹ, tự nhiên chết rồi. Mình cứ để cho anh Su ra đi thanh thản nghe chị. Sao mà thanh thản được, chị còn ở đây mà. Chị còn ở đây mà quần em nó tụt hóa chị ơi. Bông Châu ơi, Bông Châu à. Tự nhiên cái chết, đang đẹp trai mà, đang đóng hay quá trời mà. Ủa chị, Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc ơi, bung sâu chết rồi Lộc ơi. Anh Su của chị ý đã ra đi rồi. Ôi, có coi phim đó không? Dạ, dạ có, dạ có. Nó chết rồi đó. Bung sâu chết rồi Lộc ơi. Thôi để bữa nào rảnh em dẫn viên âm ảnh nha. Dạ, nhớ nha. Dạ, dạ. Bung sâu. No, alo. Em khỏe không? Em buồn quá. Đi đào Lộc quá đi. Lộc ơi, không mấy mình qua kia mình ngồi cho nó đỡ ồn được không em? À dạ dạ. Khoan đã Lộc ơi, khoan đã. Mời em ngồi. Thôi em muốn ngồi mắc cỡ. Huy đâu mắc cỡ, em ngồi đi. Thôi không có ngồi đâu. Lộc à, anh có lên đây mà nhớ em quá. Cái thịt ra coi. Ôi hai đứa bùng xù chết rồi. Chị ơi không, ông anh Bông Su chết không mấy, chị quen anh Bông Lài, coi phim anh Bông Lài đi chị. Em nghe nói phim anh Bông Lài cũng hay lắm. Chị không có thích Bông Lài đâu, chị chỉ thích Bông Su thôi. Em ơi nếu mà bà... Ông ấy không, chị chết xuống dưới chung với ảnh luôn đi chứ. Chị vậy sao em sống nổi. Em à, đừng coi bên kia mình ngồi cho nó thanh tịnh nha em. Thôi không có đi đâu, không có đi đâu. Em ngại ngùng. Phim này Bông Su sống nè. Bá cũng tỉnh quá em ha. Em à. Dạ. Dạo này công việc em sao rồi? Dạ. Em học hành ổn chứ? Dạ. Ổn. Em ơi, anh biết là em thích hoa dại. Anh lên đây anh tặng cho em bó hoa dại em ạ. À. Thôi không lấy đâu. Em y chang như hoa dại vậy đó. Ý anh là hoang dã, mộc mạc và đầy đơn sơ em ạ. À. Nè, chẳng ai quan tâm tới tôi hết vậy. Anh Su sống lại rồi mà. Tôi vô tôi ngủ với Bông Su. Em à. Dạ. Cho anh hỏi, to nét của mình ở đâu vậy? Nó tới rồi. Lộc ơi. To nét đâu Lộc ơi. Lộc ơi. Lộc ơi, nó tới rồi.
Nó tới rồi, xong không xong rồi Lộc ơi, Lộc ơi. Không xong rồi Lộc ơi. Lộc ơi, chú khúc nào vậy Lộc ơi? Nó tới rồi Lộc ơi. Nó nhẹ người quá. Lộc ơi. Ủa trời, má. Má đâu vậy? Cái gì đấy? Cái gì? Gạo gạo. Ê trời ơi. Ê ê. Ôi da. À, để đây. Trời ơi. Má đâu mà vác gạo lên tùm lum vậy? Thăm mày chứ đâu. Thăm con vác gạo lên chi? Gạo cho mày ăn. Tại tháng này làm ăn thất bát quá con ơi. Ủa là sao ba? Thì làm ăn không được mùa. Rồi mẹ mày bà rầu quá. Mấy nay bà có suy nghĩ hoài, mà nói động viên bà hoài mà bà không có chịu vui lên chút nào hết. Trời đất ơi, sao không điện thoại nói với con tiếng vậy? Thiệt tình ba má làm gì cũng không cho con biết hết trơn á. Để mày an tâm mày học chứ nói gì mày lo thêm chứ được cái gì. Nộp ơi, có gì em vào trong đó em kiếm nước em dội dùm anh nhá. Ủa sao vậy? Trong đó đâu có giấy đâu, may mà có mấy cái giấy hút bể hầm cầu rồi này. Em dán ở trên góc tường anh lấy ra anh vớt. Trời ơi, là anh chùi bằng cái này hả? Nó chứ giờ, nhưng mà cái này sạch anh gửi lại cho em nhá. À để lại hả? Tại nhà mình á, anh không dám đụng vào. Ôi, ba em lên kìa. Ai? Ba em. Ôi. Dạ, chào bác. À, dạ con là Tú, là bạn trai của Lộc ạ. Bạn trai luôn hả? À không, cái này con tự nhận thôi chứ Lộc chưa có chấp nhận con bác ạ. À, dạ, không phải là bạn trai đâu ba. Ở dạ. Đâu nghe mày nói gì đâu. Dạ không phải là bạn trai. Dạ không phải. Vô thấy mất vệ sinh rồi đó. À, tại nó tới thì mình phải đón bác ạ. Nó nào nó kêu tao nó luôn mà nó tới nó đón luôn mày. Không không phải, nó ở trên trời, nó một đâu ở đâu ăn chứ trên trời đâu xuống. Không không phải, cái nó ở đây là nó cái khác, không không phải. Ô, là cái gì kệ mày đi. Dạ. À, con dạ, con lên gặp Lộc. Dạ. Ê, bạn con. Bạn hả? Dạ. Bạn mà vô phòng vậy luôn hả? À dạ, không không phải đâu bác ơi, tại vì con đúng đây. Đúng ra là con lên đây là con tặng hoa cho bé Lộc, mà cái nó lại tới con mới đón, thì con đón nó ở trong kia thì nó lại sao vậy bác? Tặng hoa luôn hả? Dạ. Trời ơi, con không có lấy đâu ba, kỳ lắm, con không có lấy. Này hoa dại. Con không muốn lấy ba. Bé Lộc thích lắm. Này con hái đâu mua đâu vậy? Trời ơi, nào mua đâu, chỗ Gò Cao đó bác. Cái chỗ Gò Cao mà chỗ ngay dốc cầu đi xuống đó mà người ta khúc nào khúc Long An đi lên thành phố hả? Đúng rồi, mà gắn mấy cái rào đó, gắn mà rào thép thép mới cứng. Trời ơi, con hái ra thôi nó mọc trào ra được luôn. Mọc trào chứ bình thường bác ơi, Lộc mà đã thích con bẻ rào con trèo thẳng vào trong con hái ra hết. À mày là thằng bẻ rào rồi hái luôn á hả? Trời ơi, một tay con đó. Nguyên cái khu bên tay phải này mày đạp là một mình mày đạp luôn hả? Tay trái tay phải thì con dẫm hết. Lộc thích bông nào con chọn bông đẹp nhất con hái. Mày chọn cái bông giữa giường là mày đạp xung quanh hết luôn. Trời ơi, đẹp nhất là con hái thôi bác ơi. Mày nói đây là hoa dại hả? Nó đó bác ạ. Mày mới dại đó. Tao hoa tao trồng hai công đất tao bán tết. Nguyên cái xứ Long An chứ có mình tao có hoa này thôi. Tao nuôi tao trồng để tao lo ăn lo học cho con Lộc. Mày hái đã đành đi, mày phá mày đạp luôn nguyên cái vườn bông. Nè, tao đi bây giờ là nguyên cái tháng này là con tao ăn gạo với mắm không đó. Bác sĩ ơi, bác trồng hoa này á? Không lẽ mày trồng? Nó tới nữa rồi em ơi. Tới đâu đứng đây? Mày đi đâu tới được? Em con đón nó bác ơi. Mày đón ngay chỗ này luôn cũng được hả? Tao chịu. Trời ơi. Không phải bác ơi, bác hiểu lầm con rồi, tại vì con không biết cái hoa này là của bác chồng bác ơi. Dạ không biết ơi. Không biết là được hả? Rồi bây giờ là tiền đâu con Lộc ăn học hả? Mà chúng mày tặng hả? Con tao ăn cơm ăn gạo chứ mà chúng nó ăn bông ăn lá hả mày? Không phải bác nghe con giải thích nó hiểu lầm thôi bác ơi, tại vì là Lộc nói con Lộc thích hoa dại lắm nên là con mới tìm mọi cách con hái này chứ con không cố ý con phá đâu bác ơi, tại vì cái con dạ bác thích hoa dại luôn hả? Đó là nguồn cảm hứng để trồng hoa tao bán mà hiểu không? À, con không biết bác ơi. Dạ. Thôi anh tới rồi hả? Tới đâu? Nó tao giỡn mặt mày hả Lộc? Anh giữ lại được rồi, em đừng có nói nữa. Bác vô ơi. Lấy cục băng keo băng lại nói chuyện với tao. Không phải bác ơi. Ba tha cho ảnh đi ba. Bây giờ tha làm sao? Bây giờ rồi hoa này giờ xử lý làm sao?
nguyên cái vườn bông luôn. Không mấy thôi giờ con nghỉ học luôn, con khỏi học luôn ba mẹ. Ê không được không được không được không được. Con không cho phép mấy Lộc nghỉ học đâu. Không không mấy để con để con. Mày phải thấy chưa? Mày phá vườn bông của tao bây giờ mày phá luôn đợi con gái tao. Không. Lộc ơi em biết rồi. Thôi giờ thôi con bỏ nhà con đi theo. Trời ơi, không lao vậy được. Lộc ơi em. Bây giờ sao ba? Em cứ ở nhà đi, em đừng có đi đâu hết. Ba bác ơi để con lo việc này cho con về lại với bác. Hả? Con trồng hoa kết trái cho bác được không? Được không? Trời ơi, con cũng có học hành bác ạ. Chứ bác cái gì? Con cũng có học về nông nghiệp bác ạ. Dạ có, ảnh học về cái mà thu hoạch khách sạn rồi đó ba, là ảnh có. Em ơi, em học khách sạn mà chạy trồng bông hả? Em nó không biết gì hết về con rồi bác ạ. Bây giờ mày làm sao? Dạ, bác ơi không mấy để con về phụ bác được không bác? Được không mày? Dạ được để con trồng lại hoa cho. Dạ. Được không? Dạ được, dạ được ba. Dạ được, dạ, được. Đừng có để cho em Lộc bỏ học bác ạ. Dạ. 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 Một tháng hay không? Một tháng mày phải làm sao cho vườn bông tao nó đầy đủ lại không? Dạ. Bán tết. Ha. Dạ. Dạ, kính chào quý khách. Cho em hỏi anh cần gì ạ? Anh ơi, anh cần gì vậy ạ? Anh ơi, anh cần gì để em hỗ trợ? Dạ, anh cần gì để em hỗ trợ ạ? Anh cần em. Nhưng mà em không cần anh. Em thì bây giờ anh nói em nghe. Em ví dụ đi. Ví dụ là bây giờ là em cần anh đi. Thì chúng ta cần nhau. Dạ, mình đâu liên quan gì nhau đâu anh mà cần. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta thuộc về nhau đi. Không được anh ơi, em thuộc về ba mẹ của em rồi. Why? Tại why? Tại vì ba mẹ em sinh em ra, cho nên em phải thuộc về ba mẹ của em thôi. Oh my god. Oh my god. Nhưng mà ý của anh là. Dạ xin hỏi quý khách cần gì ạ? Em. Anh cần em. Dạ, nhưng mà em không cần anh. À, ý anh là anh cần em tư vấn cho một bộ ghế salon. Ghế salon. Nếu như mà anh cần ghế salon thì anh chịu khó đi thẳng đằng kia cách 2 gian hàng thì sẽ gặp chỗ bán máy tính, anh bỏ qua. Đi thẳng tiếp cách 3 gian hàng sẽ là chỗ bán bột giặt, anh bỏ qua. Anh quẹo phải xuống cầu thang gặp nhân viên, hỏi người ta chỉ cho nha. Nhớ đường không? Còn chỉ lại không? Không cần. Anh hết cần em. Coi kìa. Tại sao trên đời này lại có những người đàn ông lộ liễu tới như vậy? Anh cũng vậy mà. Em nói gì? Dạ, anh cần gì ạ? Anh cần... Nếu như mà anh cần em á thì anh cứ đi thẳng giống như... No. Không phải. Anh tới đây á là anh cần nạp tiền điện thoại online. À, nạp tiền điện thoại online. Dạ, anh cho em xin số điện thoại nha. Biết ngay thế nào cũng dính mà. À nhưng mà em ơi, anh nghĩ là cái chuyện mà xin số điện thoại thì phải để anh chủ động mới đúng chứ. Dạ, em nghĩ trong vấn đề này em chủ động sẽ hay hơn. Mà đúng rồi, có gì đâu bất ngờ. Mình đẹp quá mà. Cầm nè thấy không, miệng nói chuyện chém chiếm cái gì nữa. Gái xin số điện thoại là đúng rồi. Cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ. Anh ơi. Cảm ơn. Anh ơi. Em làm gì em lớn tiếng với anh vậy? Anh đâu có bị điếc đâu. Em nhìn anh đâu có đeo máy trợ thính đâu. Nè, em muốn hát đúng không? Hát đi. Hay hát vô mặt anh nè. Em hát vô mặt anh đi. Hát đi. Anh cho em số điện thoại nha.
số của anh là không không không. Anh nói không được danh, viết giùm em đi. Anh viết đi anh. Anh bị sao vậy? Anh bị cay hả? Hay là em bị đau răng? Đau răng đúng không? Nè. Dạ. Anh muốn nạp nhiêu? 10.000 được không em? Chuyện nhỏ. Quên xong rồi. Chuyện nhỏ. Anh ơi nghe, tối nay làm xong mà anh muốn mời em đi ăn với anh ở nhà hàng trên sông được không? Chuyện nhỏ. Ăn xong kia mình lên tòa nhà cao nhất thành phố, mình uống cà phê ngắm cảnh được không? Chuyện nhỏ. Lúc đó là đã khuya, anh muốn mời em đi ăn khuya tiếp được không? Chuyện nhỏ luôn. Nhưng mà ăn khuya là phải có bia nha. Chuyện nhỏ hết. Đối với em, cái gì cũng là chuyện nhỏ hết á. Bây giờ mới là chuyện lớn nha anh. Chuyện gì? Anh cho em xin 10.000 nha. Chuyện nhỏ. Bây giờ mới là chuyện lớn nè em. Dạ sao vậy? Anh bỏ quên cái bóp ở nhà, em cho anh thiếu 10.000, bữa sau anh quay lại trả được không? Oh. Anh à, anh mới cắt abidan xong nên anh tuyệt đối không được nói bất kỳ một lời nào nữa. Gắn không được nói dù tiếng động phát ra, tuyệt đối chỉ ngơ là không được nói bất kỳ một lời nào. Rõ rồi, đã nói anh không được nói, tại sao anh cứ nói hoài vậy? Nhất định không được nói, nghỉ ngơi nha, làm em nghỉ ngơi. Anh có nghe tôi nói không vậy? Anh không được quyền nói. Biết rồi. Đã nói là anh không được quyền nói, tại sao anh cứ nói hoài vậy? Nhìn cái coi. Ừ, không được nói, nhớ nha. Nhớ. Mới dặn như thế nào? Mày đâu rồi? Hai thằng đang ngồi nhậu ngoài mà có hai thằng nhìn nhau quá 5 giây là có vấn đề. Có mày, mấy cái buổi nhậu là bây giờ mày hay xuất hiện mày hát cho tụi tao nghe. Bây giờ mày hát bản cho tao ngồi tụi nhậu. Đùa tao, tao gọi nhịp đó. Vô. Cái bài mà giống mai nhân chén chu cây này á. Không được. Giỡn hoài mày. Giống mai nhân chén. Đâu. Nó mới mổ, nó mới cắt amidan. Nói chung thì tao biết mày cũng ngồi đây cũng buồn. Mình chỉ cắt amidan thôi. Còn mấy người khác là người ta cắt những thứ khác còn thấy ghê hơn nữa mà tao cũng không có buồn. Tao sống lạc quan. Đúng không? Có cái bài trong sớm tao. Ừ. Mà bà bị cắt mà ở đâu có buồn đâu. Cắt cái gì? Bà bị cắt cái đầu. Mày giỡn hoài mày ơi. Mày nó đang buồn mà mày kẹo nó hoài à. Nhưng mà chết thì bà đâu biết đường buồn đâu. Bởi vậy nó giỡn chơi, nó kể mấy câu chuyện vui á. Chứ không gì. Ngày hôm nay vô mình tụ họp đấy. Biết mày thích uống rượu. Em rượu vô. Rượu này rượu gì đặc? Rượu thuốc. Giống như là mày vừa uống rượu mà mày vừa uống thuốc được luôn đó. Hai trong một. Để bữa nào, bữa nào tôi đem cái dương miệng vô cho mày đội xong mày uống rượu nữa. Tao kêu gọi là uống rượu đế. Nói chung là cái rượu này là cái rượu hai nét xi rồi mi chuối hộp bao ngon luôn. Quất vô vô đã. À rượu ra mời mày. Mày thử thôi, cái miệng mày đau quá. Vô vô vô. Ôi ôi ôi, mày rút nguyên một chai. Mày có hưởng của tao không? Đâu đó. Đủ rồi nha mày. Hai bạn bè khổ cực vô đây giờ đem vô đây mày chửi tao trâu chó này hả? Tao là con trâu, mày là con chó hả? Hang này là con chó, tao là con trâu. Mày đừng có được chửi hoài hả mày? Chỉnh rồi nha mày.
Mày muốn cái gì? Tao cổ nó không được. Mày có nghe mày nói mày bị cái gì? Bị cái gì? Đau cái gì? Đau họng. Ê ê, mày giọng ai? Mày bạn bè mày chơi hả? Mày càng ngày càng quá đáng. Mày ngồi mày uống đi. Không mày giọng đi. Úi. Ê mày bữa nay mày trời ơi, đáng lẽ là bữa nay xuất viện nhờ phước đức của hai thằng bạn thân mà 3 tháng nữa mới được ra viện. Đau quá má ơi, con đau quá má ơi. Thôi không, anh thức không Pháp ơi? Hai ông nội của hồn luôn. Giờ thuộc đường rồi, vô cái ướt không có tìm nữa. Pháp ơi, đi vô lộn nhà xác rồi mày. Đi 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 đi, lạnh quá mày ơi. Hey, phải mày ơi, xác á, mày đừng có dở ra, nó cười với mày là chết luôn. Mày phải không? Ê ê, không phải, thằng Phong nó mổ amidan thôi mà đâu phải bị chấn thương sọ não gì đâu. Chắc lộn học anh cho em hỏi bạn em á, thằng Phong nó nằm ở đây rồi, nó dời đâu rồi anh? Anh trai ngủ hả? Cho em hỏi một câu thôi anh trai. Thằng Phong á, bạn em nó mổ amidan đó, còn anh biết em là ai không vậy? Nhấn nó đi rồi. Đi đâu rồi anh? Đi đâu? Chuyển lên tuyến trên rồi. Ấy mày, ấy thằng Mỹ Phong, mày làm gì mà bữa nay nhận mày không ra vậy mày? Trời ơi Phong, mày bị cái gì vậy? Trời ơi nó đã bị mổ amidan rồi mà còn bị đánh sĩ em hiếp mày đúng không? Thằng nào mày nói là thấy nào? Tao với thằng Đạt ba uất tới quá luôn nè. Thằng nào con bạn bè mà mày chơi mày nó uất mày là tao chịu được rồi đó. Bây giờ cứ nói đi thẳng đi. Tao uống chai rượu vô đầu đó nè, thằng nào mày nói đi. Đã biết là không nói được mà nó còn dám cố tình nó chơi, nó quýnh cho mày á khẩu không bơm đâu. Mày nói đi, tao giớp nó liền. Mày không có tiền mà chạy viện phí nó quýnh mày đúng không? Ai quýnh mày? Ai mày á? Trời ơi mày, thằng nhỏ đó không la được mày. Ê vậy tao mày, tại sao mày quýnh nó? Mày á, còn tao nữa hả? Mày quýnh nó nữa. Thôi mày quýnh gần chết luôn. Tao với nó quýnh mày. Hồi nào qua tao với nó rồi không biết đường về nhà luôn á. Đúng rồi thời hôm qua tao mày nhậu ở đây nè, xỉn quất gâu không biết đường gì á. Đâu về nhà đâu, tối qua công viên. Nhưng mà có thay đồ mới mà. Sao không? Đồ mới nè. Vậy thôi. Sao mặc áo tao vậy? Cái áo này của tao luôn nè. Đâu mày đổi áo quá chứ gì, đồ mới không gì. Xịn quá, xin lỗi. Rồi là như hôm qua tao quýnh mày hả? Cái nợn. Trời, cái nợn rồi chứ tao. Ai giấu kìa. Nợn. Rồi có rồi. Nè. Đâu quá. Nặng. Nói chung là tụi tao hôm qua biết tụi tao quá chén nên mới vô rồi có những hành động không hay, nên những người đàn ông mà giận dỗi nhau thì chỉ có xin lỗi bằng ly rượu. Ly rượu vô. Nói xin lỗi mày. Rồi. Xin lỗi mày, em nhiều lắm. Nên yên tâm. Rồi, cái cây này nè. Cái cây treo nước biển rồi, lại để đây. Cây nọn của tao. Hả? Cái nạn hả? Sao hôm nay xỉn sớm rồi? Này xỉn sớm quá, làm mới có nhiều đâu chị. Đi xuống đây. Mày xuống dưới đây mày. Bị tao bị xỉn á. Bị xỉn. Thông cảm, xỉn quá bây giờ nằm đau dưới đất. Quá, tao đau quá. Mày bạn bè không biết giường nhau gì hết á. Tội tao đọt á, đọt. Trời ơi. Ê, dao. Tao đau quá mà, tội tao. Ngủ, biết sao không? Bị xỉn á, mà nằm dưới đất là trúng gió chết nên cho ngồi lên giường. Bác sĩ cứu. Nè Kiệt, khó khăn nè, đây đi. Nè nhưng mà nói trước nha, bữa nay là tới mày cắn đó nghe, chứ không phải tao đâu nghe. Rồi, thì hôm nay là tao làm cho. Ừ. Mày chứ bộ, thì tao cũng muốn làm lắm. Mỗi lần nghe máu mà mày lại ngất nữa.
Vậy có phải là tao lại phải cắn của mày không? Ui dồi, ai đây rồi? Kiệt, đấy mày làm gì ngủ lâu vậy? Xong rồi viết xong rồi. Trời ơi, như đây máu tao mày viết lá thư vậy đó hả? Thì đó, nè đọc đi, coi được chưa? Trời ơi trời, mình bị lạc ra đảo này rất lâu rồi mà mỗi lần viết là mày cắn miếng máu tao mày viết, mà lần nào đâu phải mày viết ngắn đâu Tú. Mày viết lá thư gì ai đi tốn bao nhiêu lít tao rồi. Thì tại vì máu mày cứ tuôn thì thôi tao lấy tao viết nốt. Sao mày không dắt lại đi rồi có gì từ từ tao uống lại. Mày điên quá chắc vào đâu. Nghĩ sao vậy trời ơi. Mày đọc coi được chưa? Làm ơn xin hãy rủ lòng thương cứu chúng tôi với y dài gạch bỏ với y ngắn kia. Vậy cái phần gạch bỏ kia ai chấm chọn mày? Viết sai chính tả mày ạ. Trời ơi, người ta không có đánh giá mày, quan trọng là cái nội dung mà tại sao không gọn gàng là hãy cứu chúng tôi với mà viết chi cho dài. Mày khùng quá Kiệt ơi, mày phải biết cái này. Mình phải tỏ ra là lâm ly bi đát thì khi người ta đọc được người ta mới thương mình, người ta cứu mình chứ. Nói cái chuyện mà tao cắt máu tao viết nữa đã quá lâm ly rồi, không cần nội dung nữa. Nghe tao đi, thôi, đây, đây, có chai đây. Trời đất ơi. Nhét vô chai coi. Mày tìm cách mày thả làm sao chứ. Đi nè, máu không kịp khô như mày luôn nè. Thôi, biết rồi. Sơ hở là mày cắn tay mày viết à. Tao đâu có cố ý đâu, tại mày cứ nói đi cái đó là mày ngất, ngất, ngất không à. Ừ, hạn chế nói đi xỉu nữa rồi giờ. Rồi, biết rồi. Đó đó, yeah. Trời ơi trời, yeah. Từng giọt máu tuôn rơi. Trời ơi, máu mà mày làm thì mày buồn vậy. Xin lỗi. Thôi, tao vứt cái nha. Cố lên, xa thiệt xa nha. Rồi. Yeah. Lần này chắc chắn, hy vọng được cứu. Hy vọng được cứu mày ơi. Ê, Kiệt. Cái gì? Cái gì? Có người tới Kiệt ơi, bác ơi. Bác ơi. Bác tới cứu tụi con hả bác? Bác ơi, bác cứu tụi con với bác ơi. Dạ. Cứu vậy? Bác ơi, bác đọc được lá thư của tụi con đúng không? Bác đến bác cứu tụi con đúng không bác? Dạ. Thư gì đâu, tôi đâu có nhận được thư vậy. Không, đây. Đây. Mấy cái chai này là thư của tụi con đó. Đây, bác ơi. Tầm bậy không à, cái này tôi lụm cực lắm nha. Tôi chèo thuyền, tôi đi lụm dọc bờ sông à. Dọc biển à. Cái gì? Cái gì đâu, ở đâu của mấy người đâu, bậy bạ đấy. Không phải, mấy cái chai này là tụi con viết á. Trong chai có thư nè, tụi con cắn máu tụi con viết nè. Bác lụm ve chai hả? Không có tự nhiên người cắn máu viết bỏ vô chai làm gì. Trời ơi, vậy là mấy tháng nay tụi con viết xong tụi con vứt ra biển là bác nhặt hết hả? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Xả ra dơ biển hết, cá chết trơn à. Hồi xưa bác lụm trong đất liền á, mà giờ đông quá tụi con lụm lại nữa. Rồi ra đây lụm à. Trời ơi bác ơi, cái nhiều đó ghê là... vậy đó nghe. Cầu cứu của tụi con mà nỡ lòng nào bác triệt sống của tụi con bác ơi. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa tôi có biết cái gì đâu. Ủa mà chai đâu trên đảo mà nhiều dữ vậy? Dạ. Ủa nó trôi vô cái tụi con lụm tụi con dí thả ra dạ, hả? Đúng rồi. Mày mốt chắc mở cái dựa da chai ở đây quá. Mà sao tụi mày rảnh dữ vậy? Thả chai rồi viết ba cái gì bỏ nó lung tung ở trong chai trơn rồi dơ quá trời. Trời ơi, bác không đọc trong thư hả? Tụi con viết thư cầu cứu. Trời ơi. Thư cầu cứu gì có mở ra nhưng mà đâu có biết chữ đâu. Tưởng tranh theo chữ phạn đâu không. Trời ơi trời. Cái treo khắp nhà ta vô chê xấu cái tháo dục hết à, đâu có biết cái gì. Vậy tầm bậy bác nghĩ làm sao vậy? Trời ơi, thư người ta cầu cứu người ta ở trong đây bao nhiêu lâu rồi, bác biết ở trong đó là bao nhiêu máu, con này bác nhìn tay con này máu không kịp khô thì viết luôn. Trời ơi, ở đây hai con người ta cần sự sâu như thế nào mà bác đối xử với người ta như vậy? Bác vừa mới phải. Khoan Kiệt. Cái gì? Bác chỉ đọc một lá thư mà bác tới ở đây thì sao? Thì có nghĩa là bác cũng sẽ quay về được. Ờ về chứ. Hả? Đi về đúng chứ. Bác ơi hả? Bác đi bằng gì ra đây vậy? Dạ chèo thuyền ra, chèo thuyền gặp đây nè. Bác chèo thuyền bác hả? Bác chèo thuyền hả? Vậy là được sống rồi. Yeah. Sống rồi. Bác ơi, bác cho con về đất liền với nhà bác. Dạ. Về hả? Đã. Không có được. Trời ơi. Ủa sao mà không được? Cái thuyền nó nhỏ xíu à. Mình nên bác với ba cái đồ da chai này là hết chỗ rồi. Không có chỗ để chở tụi con được đâu, đâu có được. Thôi bác ơi, bác gắng đi, bác dạ. Bác giúp con đi bác. Chứ tụi con ở trẻ lâu lắm rồi dạ. Á bác. Nghe thì cũng thương rồi đó, nhưng mà bây giờ không có giúp được đâu. Bây giờ ráng lắm là bác cho một đứa đi thôi. Một đứa đi. Ừ, một đứa đi chứ, đi con. Đó, hai đứa tính đi chứ, bác không có chở hết được à. Kiệt à, Tú à. Có phước cùng hưởng, có quả tự chia. Bạn lại ở đây chết đi nha. Không, tôi phải là người như vậy.
Không, biết sao không? Tại sao? Bạn mất máu nhiều lắm rồi. Nhanh nhanh đi con ơi. Chết rồi. Nước lên rồi đi, không được nó lẹ nè. Đứa nào đi? Chúng tôi cần lên bờ để tiếp máu. Không, bạn lại đây chết đi. Không. Bạn lên chết đi. Bạn ở đây đi. Bạn đây đi. Bạn ở đây. Tôi nói bạn đây, tôi về. Tôi mới là người đi về. Bạn sắp chết rồi, bạn không thể nào về được nữa đâu. Tôi bất giờ rất khỏe, tôi không sắp chết đâu. Bạn, trời ơi, bạn phải chết ở đây. Bạn phải ở đây. Trời ơi, sao sao mà nói bạn. Đừng có cãi nữa. Tao có cách rồi. Trời ơi, hai cái thằng quỷ. Tao chưa có nói cái cách của tao mà. Ôi, tao trèo từng đứa tao trở về. Tao lấy mất tiêu cái tiền bây giờ bỏ ở đây. Biết đường nào mà về đây. Trời đất ơi. Giải dốc với chai lọ gì. Mày để mấy cái chai lại cho tao cũng được vậy. Mỗi ngày tao dục chai cứ có người cứu. Chữ thì không biết. Bây giờ tao biết viết cái gì bây giờ. Trời ơi. Vẽ hình không biết người ta có biết không nữa. Trời ơi, nó làm cái gì? Cắn tay ra viết. Trời ơi, nó bây giờ không có biết chữ nữa. Vẽ đại cái cô gái đứng dưới cái cây dừa mà không biết người ta có hiểu không để mà ra ngoài đảo rồi cứu tôi về nữa. Đại đi cho rồi. Tụi nó dục vô đây rồi cái chọi ra ngoài biển nè. Giờ không có mình là không có ai lụm nữa đâu. Thế nào cũng có người lụm cứu mình nè. Tôi về chứ ở đây chắc mà chết. Ui da, ai vậy? Ai vậy? Có người cứu rồi, cái gì là cái gì mới chọi ra cái số. Ui da, sao cô chọi thằng quỷ? Mày lấy tiền của tao mày đi về, mày giờ còn quay lại hả? Cứu cô đi con ơi. Bác hiểu lầm tụi con rồi. Hiểu lầm cái gì? Tao chưa có nói cái cách của tao, cái tụi bay làm bỏ tao đây lấy tiền đi à? Không phải tụi con sợ bác nói cách của bác rồi lại mất thời gian dạ. nên tụi con chạy ra ngoài, tụi con làm cho cái thuyền nó to hơn đó bác. Dạ, đúng rồi đó cô. Tụi con lấy mấy cái chai trên này nè, tụi con bệnh thêm cho cái thuyền nó bự. Bây giờ cái thuyền nó đủ ba người mình rồi. Dạ. Ok. Trời ơi, cảm ơn, cảm ơn tụi con. Đi về. Dạ. Ôi, về lẹ lẹ. Giờ Tám muốn con làm cái gì nè? Con giúp cho anh Tám là thay đổi cái gì đó. Lột xác. Trời ơi, da mặt anh mà chét này lên là trời ơi, uổng cái này. Chết rồi. Anh phát là của Tám ở đây thẹn thùng quá, nhìn mắt mửa quá ha. Ủa sao có hình bảo thai trong này vậy? À, hình của tôi đó. Hình này mẹ tôi siêu âm lúc mang thai tôi đó. Mày trễ 2 tháng hơn là mày là đàn ông á nha. Chứ mày là đàn bà tao kêu mình đi khám thai rồi nghe chưa. 7 người là muốn ở chung với nhau nữa đó. Sao mà nghiệp dữ vậy? Ma 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 mi ma 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 mày ma. Giống như anh chửi vô đầu tụi mình vậy đó. Vậy? Nè người ta bán đất nghĩa trang, người ta xây mộ mà. Chị mua đất nhà ở gì làm gì? À! Đón xem tập 46 Biệt đội siêu hài. Hài vùng nóc cười lăn lóc phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư ngày 8/11/2017 trên kênh HTV7. Nhiều khi cuộc sống có quá khó mới biết ai bên chúng ta, đừng ham giàu sang lời danh vật chất. Cuộc đời không như mơ, sống chân hòa cùng với nhau, hãy trân trọng mọi điều quanh ta, hòa chung nhịp sống khắp thế giới với đôi chân đi khắp nơi, cùng tôi hòa theo niềm vui ngày mai. Nụ cười nở trên môi như dần hơi dần phai phôi, hãy bắt đầu một ngày xinh tươi và hãy kết